Hai mọi người, lại là tôi đây. Trưa nay chúng ta sẽ ăn món cơm tấm lòng xiêm, cơm sườn nướng mọi người. Tráng miệng canh có canh đu đủ mọi người, tráng miệng có quýt mọi người, quýt chín mọi người, như bưởi mọi người, bưởi to bự, như hồng mít mọi người, hồng mít luộc, nước uống có trà đá mọi người, trà lắm Thái Nguyên. Đây mọi người, cơm tấm lòng xiêm mọi người. Chế quýt mọi người, quýt chín mọi người. Hồng mít luộc mọi người. Bưởi mọi người, bưởi to bự. Muối ớt mọi người. Ly trà đá mọi người, trà tắm Thái Nguyên mọi người. Canh mọi người, canh đu đủ mọi người, canh sách mọi người. Một. Mời mọi người ăn cơm, cơm mọi người. Cơm thôi, ngay cơm hộp mọi người. Nấm. Trắng rồi. Dạ. Có bầy mọi người, bầy trắng thịt nướng rồi, ngan nấm, dầu hành mọi người, lo lót, dầu thơm mọi người. Thì cơm tấm lòng xiêm giống như đó lúc mà chưa có thịt nướng luôn rồi, nhỏ cắt nhỏ ra giống như cái cho ít ăn rồi, sau này cái bán cho cái người lớn rồi cho nướng mấy miếng thịt rồi. Thì sắc nó thịt bự bự gỡ không ra, không cắn cái rít nó rồi, không cắn cái rít. Đó ăn sinh tố mới uống đá bào này kia mọi người, cái ấy là cắn cái rít mọi người. Cơm vừa ăn mà món vừa ăn này có mỡ hành, mỡ hành thơm rồi. Hồi lần bán nước năng cái dĩa bơ lớn mà không gì mũ bơ lớn này, đồ ăn cắt nhỏ nhỏ ra, cắt nhỏ ra. Mình có miếng trứng thơm rồi.
giống như kiểu nét đặc trưng luôn. Bây giờ bán mà cơm mà giống như đó luôn rồi, lâu lắm luôn rồi, còn hơi xíu rồi. Chỉ có sau này giống như tao bán cho mình lẹ không, đợi mới sợ luôn đấy là. Thường thì tôi thích ăn sườn cây không à, sườn cộng à, sườn non á, bình thường nó mới mở mà ngoài này có gì mở mà nước qua bình. Đó hai đôi bình mà sao cái trộn với thịt lắm mà thịt bà dội à, mấy thịt đồ người ta trộn chung nhau. Sườn này mềm quá. Ăn có ai cho miếng mắm vô. Mắm này làm đặc đặc luôn, kêu gạo. Ăn ngon luôn. Đó cơm cháo bánh tầm này kìa, cũng hay ăn cơm mà sao lại có mì hủ tiếu này kia nhiều món mà cái giờ sáng thì nó ăn cơm mà với thành thói quen mà cơm toàn ăn trưa mới tối mà. Với lại giống như ngày ăn cái thứ ba cử ngày giữa sáng nữa cái cơm chín đó mà ăn nó hơi ngán mà. Như cháo mà bỏ cháo cái ngon mà phải ăn mau đói mà nước lỏng bỏng như đó bán thịt đồ thịt mỡ mà nhỏ ăn dễ ngán mà ăn được cái thịt viên mà nhưng mà thường ta bán múc được hai ba viên với là gọi người ta nấu kiểu mà cháo cầm gian rồi nở bung ra chứ có sao là đêm phố ăn cháo nấu kiểu nhờ đúng rồi mấy khoáng mà mấy ăn không.
trước nấu cơm nè, cơm cùng dư đó, cơm nguội đúng rồi, cái đem nấu cháo mà ăn giống giống vậy mà. Gạo nó chín nha, nấu nó không có nhừ mà dầm. Bây giờ phải, nếu mà nấu ấy phải nấu cháo phải nấu thầm mến, khuấy lâu nó nhừ vậy. Tôi thích ăn loại đó ha. Có mấy món đó ăn được không mà sau này á nêm nếm với cách tôi nấu thì mấy cái khác mà vậy vậy ăn ngon mà. Còn muốn cơm tấm đông xi luôn mà, nhưng mà ra miếng sườn nướng với em mà thì y như hồi đó mà hồi nhỏ ăn vậy mà cơm sắc nhỏ nhỏ vậy. Rồi còn nhỏ xíu luôn mà. Đặc trưng là có cái trứng luôn, trứng là kho. Hồi đó thì không có thịt nướng mà, đặt bát thịt khè không nè, thịt em khè. Nghe sắc da sẵn đợi trứng vô luôn rồi, cũng cắt ra luôn. Cắt cái hình, hình giống như cái hình mặt cười luôn rồi. Cái gì vậy? Buổi trưa ăn bữa chua đúng chua mọi người, chua chấm muối cho bớt chua mọi người. Bữa nhà chồng trái nó bữa lớn rồi, xay bưởi cho dùng nhỏ cũng thành cam mà. Nhỏ cũng có xe cam nên bữa này còn non, cảm giác nó còn non. Ăn nhiều nhiều cho hết bữa, hết bữa mà ăn cái bên này hết luôn. Tại bữa già mọi người ta nói đợi càng lâu ăn càng ngon, ngọt mà nó kinh được mà. Con này cảm giác bữa nó còn non, nó vỏ non, nó mềm à, ăn chưa. Đường cái có nhiều nước luôn. Nãy gọt bắn mặt mà. Xịt nước. Đồ quá mọi người. Cam để thử cái quýt này bữa trước ăn mà để quay ví dụ không cho nên không biết ăn nó ngọt hay nó chua mà.
quýt ngon rồi, ngọt. Trái này ngon mà, ngọt ngọt chua chua, ngọt nhiều ha. Ngon luôn rồi, này không mất lột luôn rồi, ngồi qua lột giòn luôn rồi. Ăn lừa nó mà giống như lừa xương. Không biết là trong cho nó bung cái vỏ vậy không mà cắt cái mài nữa không mà đây nè mọi chỗ này nè cắt ngang đúng không biết nó có bung vỏ vậy không mà. Ăn nó bùa bùa mà cảm thấy lật lại chấm miếng muối cũng được rồi. Để vậy thì những phần vậy hơn rồi. Nào. Cùng lên luôn rồi. Quên ăn bịch cơm chả thơm luôn rồi, cái gì chắc nhẹ không bánh lột cũng ngon chín luôn rồi, vỏ nó mỏng á, có cái ấm điện á, ruột vô bắt nước sôi lên để đẩy về mọi người chín từ điện từ từ vô để nồi cơm nấu còn chín luôn mà để nồi cơm hấp cái vỏ nó dính luôn rồi. Nó không có dễ bong vậy thôi, dễ cắt vô mày để gian coi là nướng nướng mà không thì để chảo mà để miếng muối gian giống như tại gian thật trẻ mà chắc các cái mài và gian nhỏ vỏ nó bung như mà ăn nó mặn mặn rồi món đó chưa làm nhưng mà cảm thấy nó lâu rồi lắm không biết mai chính là làm đâu lâu quá lười làm để luộc để mang vừa sạch như hùng mít nghe đổ vô nghe bắt nướng nghe sôi nhỏ sôi tự động tắt nghe nhỏ nước nguội có ăn rồi. Còn kia đứng đảo nó lâu. Đu đủ giòn rồi. Nhưng mà nó chưa có mềm, nó mềm mềm, nó ngọt, nước ngon nè ăn được không rồi. Đây kêu nước súp luôn rồi. Ăn được mà cái này ăn được không nghiện không muốn cơm ngon rồi cơm tấm lòng xay ngon rồi cơm tấm ngon rồi cơm sườn nướng ngon rồi có thịt này kia dầu hành với bầy này kia với giá dưa leo với mắm ngon rồi. Bởi bao chua luôn mọi người, quýt ngọt ngon, chua chua ngọt ngọt à, hột mít luộc ngon, thơm luôn, bùi, ngon à, trà thơm mọi người à, chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người có một bữa trưa thật là ngon miệng, có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.